Hi, welcome back to my channel. Start screen go. Okay, phát cái đầu tiên. How was Slendrina? Let's go. Thank you.
Slendrina Asylum. Okay, let go. Come on, I say sorry, honey. Thank you so much. Okay, let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tám món đồ. Thank you.
Game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 mẩu giấy. Khi đủ 8 mẩu giấy thì các bạn sẽ quay về vị trí ban đầu mà các bạn lúc vào game. Thì đó các bạn sẽ mở cánh cửa và sau đó thì các bạn sẽ thoát ra ngoài. Và đây là nơi bệnh viện bỏ hoang khá lâu rồi. Và trong này thì các bạn sẽ phải cẩn thận khi gặp Danny và Slendrina. Ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Follow. Thank you.
được kinh dị. Hình như sau đó thì các bạn sẽ quay lại trên tàu và thoát ra, chứ không phải ở đây. Ở đây thì không thể thoát được, bởi vì ở đây thì nhà đang ở tầng hầm và không có cái gì để các bạn có thể mở cánh cửa ra. Ok. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Thank you.